rất tốt, chân trái. Đấy rồi, cơ hội cho Hoàng Đức. Hồng Duy đang đợi, dứt điểm ngay. Pha dứt điểm không cần nhiều đà nhưng có lực đi rất tốt của Nguyễn Phong Hồng Duy. Đáng tiếc là thiếu đi độ chính xác cần thiết. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống bóng 2. Nguyễn Phong Hồng Duy cũng đã tương đối thoải mái trong tình huống dứt điểm này. Cơ hội đến với chúng ta sau sai lầm của đội trưởng Evan Dimas. Hoàn toàn sẽ là cầu thủ tiếp theo được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân trong khoảng trên dưới 5 phút còn lại của trận đấu này. Những pha đi bóng rất léo, tốc độ của Văn Toàn chắc chắn sẽ là hiểm họa với hàng phòng ngự của Indonesia. Họ sẽ bị rối loạn chống phòng ngự thì Văn Toàn có bóng trong chân. Văn Toàn đã vào sân. Và người rời sân là Quang Hải. Đức Trình. Rất nguy hiểm. Một pha phạm lỗi có lẽ cũng sẽ xứng đáng phải nhận chiếc thẻ vàng. Những tình huống phạm lỗi của Indonesia đều là những pha vào bóng ngược trụ và ngược với hướng di chuyển, rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền Việt Nam trận đấu trong khuôn khổ bảng B AFF Suzuki Cup 2020. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đài Truyền Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Dexmedia hân hạnh được mang tới quý vị khán giả trận đấu này. Và chồng biên của Văn Thanh cho Văn Toàn. Kịp không? Bóng đã trôi hết đường biên ngang rồi. Văn Toàn chậm một nhịp trong quyết định đưa bóng vào phía trong. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hoàng Đức phạm lỗi rồi. Ricky Kamuyama đã phạm lỗi với Hoàng Đức. Quả đá phạt nhanh của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang rất khẩn trương để tiếp tục chuyển trái bóng sang phần sân của đối phương. Không gì khác, vẫn đang là mục tiêu 3 điểm dù thời gian còn lại là không nhiều. Rất nhiều những bài học đã được rút ra, có lẽ là như vậy, đặc biệt là vấn đề biết mình biết người kể từ sau khi để cho Liên Park Hang-seo vượt qua với tỷ số 4-0 ở trận đấu vòng loại World Cup 2022. Tiến Dũng. Ba trung vệ của chúng ta cũng đã tiến tới sát vòng tròn trung tâm. Hồng Duy. Chỉ chơi rát khi mà chúng ta bắt đầu sang phần sân của Indonesia và gần như chơi với một đội hình rất thấp. Duy Mạnh, tâm lý tử thủ là rất rõ ràng. Thời gian bù giờ cho hai trận đấu này là 3 phút. Văn Toàn, vẫn sẽ là Văn Toàn quyết định đột phá. Duy Mạnh, Hoàng Đức, Hoàng Đức đã vượt qua cầu thủ đối phương, đưa bóng vào dứt điểm.
Pha đặt lòng là của Tiến Linh. Đã có cơ hội dứt điểm trong khu vực 16m50. Trung vệ đội bạn đã thi đấu lăn xả trong tình huống vừa rồi. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đang rất hồi hộp ở những phút cuối này. Hồng Duy. Bây giờ thì các cầu thủ Indonesia chỉ cần nhìn thấy bóng trong tầm kiểm soát là phá. Phá lên càng xa cầu môn càng tốt. Người đang bị đau là số 15 Ricky Kambuya. Pha đảo chân rất kỹ thuật của số 14 đội tuyển Việt Nam. Còn đây là tình huống cải người và qua người rất hay. Những pha xử lý đơn giản nhưng vẫn đang đạt hiệu quả qua người rất cao của Hoàng Đức. Một trong những cầu thủ phải nói là thể hiện được sự tiến bộ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sau đó là một pha đập lòng có lẽ là cũng rất tốt rồi của Tiến Linh. Bóng tiếc là đã chạm chân hậu vệ của Indonesia. Đẩy cao, đẩy sâu và tập trung số đông trong vòng 16m50. Trong tình huống này, tình huống có thể coi là cơ hội cuối cùng để chúng ta tìm kiếm bàn thắng và giành trọn vẹn 3 điểm. Cú đấm quyết định của đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy. Hoàng Đức rất hay, xoay người rất nhanh. Cơ hội có thể dứt điểm tuyến hai. Duy Mạnh, lẽ đó là một đường truyền của Duy Mạnh nhiều hơn là một tình huống dứt điểm. Thời gian sẽ được tính thêm trong tình huống mà cầu thủ bên phía Indonesia bị đau và nằm sân trước đó. Thời gian vẫn còn. Và đúng lúc này thì trọng tài chính người Hàn Quốc ông Park Byung-jong đã đổi còi khép lại 90 phút cuộc đối đầu trên sân vận động Busan. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Một cầu thủ của Indonesia vẫn đang nằm sân. Đội bạn đã quá mệt trong việc theo đuổi chạy bóng và chơi theo cách mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta triển khai. Đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy là trận đấu vẫn chưa khép lại. Tiếng còi trước đó để cho đội ngũ nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho cầu thủ bị đau bên phía Indonesia. Một điểm có được trong trận đấu này là một thành công rất lớn đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong và các học trò. Trong một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chơi hoàn toàn trên chân. Đội! Vẫn còn! Xuân Trường rất hay. Đường chuyển trái bóng rất tốt. Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đá trúng vào người của cầu thủ bên phía Indonesia. Đó là tình huống cũng thi đấu lăn xả của số 20 Rumakiek. Không phải, đó là tình huống lăn xả để bảo vệ cầu môn của số 19 Arianto. Dù là một đội bóng được đánh giá rất cao ở nền tảng thể lực, nhưng rõ ràng các cầu thủ Indonesia ngày hôm nay cũng đã rất mệt chống đỡ trước đợt tấn công liên tiếp của đội tuyển Việt Nam. Rất có thể đây sẽ là trận đấu đầu tiên ở AFF Cup năm nay không có bàn thắng nào được ghi.
trong trường chỉ có được một điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể tự quyết ở lượt đấu cuối cùng trước đối thủ Campuchia. Indonesia đang rất muốn kéo dài thời gian, giảm sự hưng phấn của cầu thủ Việt Nam chúng ta. Sau khi thủ thành Ari phát bóng lên thì có thể là trọng tài sẽ nổi còi khép lại trận đấu này. Xuân Trường sẽ là pha bóng cuối cùng dành cho chúng ta. Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Thanh đã bị phạm lỗi. Không có tiếng còi của trọng tài cất lên. Rất bất ngờ khi mà chúng ta không được hưởng một quả đá phạt trong pha bóng vừa rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài chính cũng đã đổi còi khép lại 90 phút trên sân Rabisan. Đội tuyển của chúng ta đã hòa Indonesia trong một thế trận hoàn toàn trên chân và lớn.